Xin chào, Minh Xuân rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào lúc 21:45 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và ngày hôm nay, như thường lệ thì chúng ta sẽ đến với một sân chơi, một game show rất là hấp dẫn. Và bên cạnh đó, chúng ta còn có những thông điệp cực kỳ ý nghĩa dành cho những ai tham gia lưu thông trên đường với việc an toàn giao thông và bảo vệ chính bản thân mình. Và hy vọng rằng là thông qua 3 vòng chơi, những người chơi ngày hôm nay sẽ là những nghệ sĩ kết hợp cùng với những người chơi bình thường. Họ có chung một cái sự khát khao, một cái sự tìm tòi học hỏi về luật giao thông. Và ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ khách mời nhé. Đầu tiên sẽ là một cô gái rất là xinh đẹp, giọng ca vô cùng cá tính. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Hằng Bing Bong cùng với người bạn chơi của mình. Chào mọi người, mình là Hằng Bing Bong. Và mình là Công Vinh ạ. Ngày hôm nay nhìn trẻ lại nhá. Bình thường rất là. Bình thường là vẫn trẻ, nhưng hôm nay là trẻ lại luôn. Là tuổi teen luôn. Dưới teen luôn đi. Dưới teen luôn không được. Đến đây là phải có bằng lái mới được. Có bằng lái chưa? Cái này nói riêng với nhau. Nói riêng, với nhau riêng. Lỡ chưa có bằng lái đúng không? Thì bây giờ mình đến với chương trình, mình có biết luật giao thông không? Cũng biết những thứ cơ bản rồi. Đấy, có cơ bản thì mới có nền tảng về sau. Cảm xúc của em khi đến với chương trình? Cảm xúc đầu tiên em thấy rất là vui khi được chương trình mời tới đây tham dự một chương trình rất là ý nghĩa. Bản thân em cũng là làm về lĩnh vực thời sự thì vấn đề giao thông thì em cũng rất là bức bối. Thế hôm nay hai bạn có đủ tự tin để nói là tôi chấp hành luật giao thông một cách tốt nhất hay không? Em tự tin. Hằng sao? Tôi cũng tự tin. Và xin được chào đón hai người chơi đầu tiên đến với chương trình này. Nhưng mà chúng ta không chơi một mình đâu, sẽ có một đội chơi đối đầu với các bạn nữa để tạo ra nhiều sự kịch tính với chương trình này. Xin được giới thiệu đội chơi còn lại, một chàng trai diễn viên rất là dễ thương và đáng yêu. Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Quách Ngọc Tuyên cùng với người bạn chơi của mình. Hôm nay ba anh em tập sự tông. Tông sự tông. Được không? Không hẹn mà gặp nè. Xin được giới thiệu Tâm ca áo trắng xuất hiện. Hình như không ai chào đón lắm anh hả? Em thấy không có vỗ tay, vỗ ơ gì hết trơn. Mình tự vỗ tay cho mọi người. Ok, mời anh Tuyên và bạn sẽ giới thiệu tí xíu với tất cả quý vị khán giả nhé. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Minh Thi và hiện tại em đang là sinh viên. Còn anh Tuyên. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Về Nhà Đi Ăn. Tuyên là Tuyên. Vâng. Tuyên là Tuyên. Cho mình sự hỏi cái cảm xúc của anh Tuyên nha. Tại vì có rất là nhiều sân chơi hoàn toàn khác nhau với tính chất là game show. Vậy thì đến với chương trình này, nó hơi mang tính chất về điều luật một tí xíu và an toàn giao thông, bảo vệ cho chính bản thân mình và những người khác nữa, thì anh thấy như thế nào? Thật sự đến với chương trình này, Tuyên cảm giác là khá là ý nghĩa. Tuyên chế là những anh cảnh sát giao thông nhiều lắm. Dạ. Người ta rất là nhức nhối về vấn đề ý thức về an toàn giao thông của người Việt mình. Thì sẵn đây Tuyên quay với chương trình này thì để củng cố là kiến thức cho mình. Còn bạn Thi? Trước giờ em ít khi đi xe máy và em nghĩ tham gia chương trình này em sẽ biết được nhiều kiến thức về an toàn giao thông và em sẽ tuân thủ đúng an toàn giao thông. Là bây giờ em mới bắt đầu học á hả? Dạ không. Rồi em hỗ trợ anh được gì? Em có bằng lái cũng được 2 năm rồi anh, cho nên em rất là tự tin với chương trình ngày hôm nay. Bên này rất là tự tin thì sao? Đối thấy đối thủ của tôi thì sao nè? Em thấy anh vừa tuyên ngôn một câu, anh nói là anh quen rất nhiều công an giao thông. Ừ. Nhưng team em không sợ anh đâu. Team em không sợ anh đâu. Team em có thế mạnh là gì? Team em hôm nay có thế mạnh đó là sự dễ thương. Thôi, mỗi đội một cá tính hoàn toàn khác nhau, nhưng có chung một điều đó chính là chúng ta sẽ phải trải qua tới 3 vòng thi đấu lận. Mình về chỗ của mình nha, đồng ý không à? Rồi, mời hai đội chơi về chỗ à. Đi. Vô. Đó, leo lên em. Trời ơi, rồ mái lên. Trời ơi, đó. Hai đội chơi cũng đã về vị trí của mình rồi. Cho Minh Xù xin phép hỏi nhẹ nha. Bây giờ thường á thì mình là người chiến thắng, mình sẽ vinh danh một cái tên sao cho nó ngầu, đúng không? Bây giờ mình sẽ suy nghĩ mình lấy cái tên chung đi. Xong biết là đội của anh Tuyên sẽ quyết định lấy tên đội là gì ạ? Tuyên là Thi đó, là Tiên Tí. TNT. Đó, đội đầu tiên. Đội thứ hai à? Xin được giới thiệu với khán giả và Minh Thủ một cái tên rất hoành tráng. Rất là to. To. Mặc dù đội mình không to nhưng cái tên rất to. Cái tên mang tên 2, 3 Xì chung. Cảm ơn. Dạ, hai đội chơi ngày hôm nay, đội Xì chung và đội TT. Vỗ tay cho hai đội chơi. Và như thường lệ, chương trình của chúng ta sẽ có 3 vòng thi. Vòng đầu tiên là vòng khởi động, vòng thứ hai là vòng vượt chướng ngại vật, vòng thứ ba là vòng về nhà đi ăn.
Và cứ mỗi vòng thi thì chúng ta sẽ có những cái món quà rất là đặc biệt và hấp dẫn. Vòng 1 chơi trước nha quý vị. Vòng khởi động sẽ bắt đầu sau ít phút quảng cáo. Chương trình của chúng ta là Về Nhà Đi Anh. Thế không biết là ở đây hai cô gái có muốn theo anh về nhà hay không ạ? Có. Có luôn hả? Chưa gì có một cái thính nhẹ đâu. Bé ơi, anh có gia đình, anh mới có bé Bi rồi. Không, em đưa anh về với gia đình của anh thì phải. Không, lỡ bé này là một đứa em thì sao? Đúng rồi, còn đội mình thì sao? Hằng có muốn đi theo bạn vậy không hả? Hằng. Hay là Hằng, Hằng quay rằng hỏi là bạn muốn về nhà Hằng không? Ôi trời sếp. Không thì về nhà chỉ là nấu ăn, nói chuyện với nhau cũng được. Đúng rồi. Mình đừng có nghĩ xa xôi. Tôi giới thiệu luật chơi đầu tiên đây. Luật chơi vòng 1 khởi động. Tại vòng 1 sẽ có hai lượt chơi. Hai đội chơi sẽ cử ra một thành viên để thi đấu đối kháng với đôi bạn. Chương trình sẽ đưa ra 10 biển báo giao thông. Đội chơi có 60 giây để ghi nhớ vị trí và tên của từng biển báo. Ghi nhớ xong, chương trình sẽ thay đổi 5 biển báo bất kỳ trong 10 biển báo ban đầu. Sau đó, đội chơi phải đoán tên 5 biển báo đã được thay đổi và giải thích tên của 5 biển báo đó bằng cách nhấn chuông giành quyền trả lời. Sau đó, lần lượt từng người chơi sẽ thay phiên nhau để đoán tên biển báo đã bị thay đổi. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với một món phụ tùng. Chúng ta sẽ có hai lượt chơi. Lượt đầu tiên không biết là đội của anh Quách Ngọc Tuyên và đội của Hằng Bing Bong sẽ lựa chọn là ai ạ? Em muốn anh chơi trước hay là em? Dạ, em muốn anh chơi trước. Ok. Anh Tuyên chơi trước bên đây. Cho Nam chơi trước. Rồi, xin mời Hằng Bing Bong cùng với bạn Thi về vị trí bên này ạ. Hai chàng trai đã sẵn sàng bước vào lượt thi đấu thứ nhất trong vòng đầu tiên của chương trình. Và lượt đầu tiên, 10 biển báo, 10 cái tên, bắt đầu. 60 giây ạ, xem thật là kỹ, ghi nhớ thật kỹ. Chúng ta còn 45 giây nha. Mình không được viết ra anh Tuyên. Anh Tuyên. Hả? Bây giờ mình chưa được viết. À. Mình xem thật là kỹ đi ạ. Ghi nhớ. Chúng tôi sẽ xáo trộn 5 vị trí. Và nhiệm vụ phải đọc lại cái vị trí ban đầu ở cái màn hình LED này. Có vẻ là rất khó khăn đây. Khó đấy. Nhớ đúng cái tên nha. Chúng ta còn lại 10 giây. Ba, hai, một. Hết giờ. Bây giờ anh Tuyên và Vinh có thể là viết ra lại. Và trong quá trình đó thì chia sẻ cảm xúc tí xíu. Không biết là đối với Vinh thì sao? Vinh thấy những cái biển báo này như thế nào? Nó khá là quen thuộc anh. Khá là quen thuộc đúng không? Ấn tượng nhất với cái biển nào? Thực sự em ấn tượng nhất là cái biển mà cấm vượt. Còn anh Tuyên thì sao anh Tuyên? Hồi xưa giờ mình có nhìn thấy những cái biển báo này nhiều không? Cũng thấy khá là nhiều nhưng mà bị phạt hoài à. Sao kỳ vậy? Chính vì bị phạt mới nhớ nó hả? Dạ, đồng ý luôn. Và bây giờ xin mời hai chàng trai nhìn lên màn hình LED với sự xáo trộn 5 vị trí. Bắt đầu. Sau khẩu lệnh hết của Minh Dù thì chúng ta sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời trước nha. Cứ mỗi lượt trả lời một ô mà thôi. Và cứ tuần tự như vậy. 5 4 3 2 hết, nhấn chuông. Mời Vinh. Dạ, tại biển số 1 chứ ạ. Biển báo gốc của nó là gì? Là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Và đây là một đáp án không sai. Chúc mừng. Yeah. Một điểm đầu tiên. Và bây giờ sẽ là lượt thứ hai của anh Quán Ngọc Tuyên. Mời anh lựa chọn. Ô thứ 9. Ô số 9. Rồi, mời anh trả lời. Biển cấm. Ô số 9, biển báo gốc là biển cấm. Và đáp án của chương trình là chính xác, chúc mừng. Wow. Biển báo đường cấm. Chắc chắn là chàng trai làm về thời sự thì cũng rất là nghiên cứu về cái này. Thì không biết là biển báo tiếp theo bạn sẽ trả lời là ô số mấy? Em muốn sử dụng ô số 3. Thì đó là sẽ là biển gốc của nó là biển chỗ nghỉ mát. Biển chỗ nghỉ mát là ở vị trí số 3. Biển báo gốc là như vậy. Đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo nơi nghỉ mát
trong 10 biển này, vị trí số 3 đã được giải, vị trí số 1 đã được giải, vị trí số 9 đã được giải. Chúng ta còn 2 ô nữa. Mời anh Tuyên. Sao tôi quên hoài ta? Đấy mới là thử thách ạ. 5 4 3 Số 8 Số 8 Mời anh. Câu trả lời của mình là gì? Biển báo gốc là... Không nhớ. Cảm ơn anh, biển báo gốc là không nhớ. Đây là một câu trả lời hoàn toàn không chính xác. Xin mời Vinh. Em chọn số 6 ạ. Số 6 Cầu hẹp. Cầu hẹp. Đúng rồi. Anh Tuyên nói đúng rồi. Bao nhiêu phần trăm anh Tuyên? Hình như là 100% luôn á. Và đó cũng chính là đáp án của chương trình. Chúc mừng. Bên đây 3, bên đây 1 đúng không? Bây giờ mình phải trả lời được đúng câu này mình mới được 2 phụ tùng nè. Mời anh Tuyên. Không nhớ được số 8 là cái gì ta? Thế anh nhường quyền trả lời cho bạn cũng được nếu như anh muốn. Hợp lý anh, hợp lý. Anh nhường cho em á. Xin mời Vinh, bây giờ là quyền quyết định của bạn. Nếu như trả lời chính xác thì chúng ta sẽ có luôn một cái phụ tùng này nữa là 4 món nha. Anh tin chính xác là biển số 8 có thay đổi và biển báo gốc đó là biển báo quay đầu xe. Và đáp án của chương trình là... Chính xác, chúc mừng. Trời ơi, tao cảm thấy may mắn quá. Tự nhiên cái tôi lại thấy là đúng thì cái tuổi tác nó quan trọng lắm bạn. Bé nó còn trẻ. Đúng rồi, trí nhớ nó tốt quá. Nhớ tốt, nó nhạy, nó tinh. Còn đây 4 món phụ tùng đã thuộc về bạn Vinh. Và anh Quách Ngọc Tiên chỉ có 1 món phụ tùng thôi, chúc mừng. Thôi bây giờ không sao anh Tuyên à. Mình coi như là số 1 là số bắt đầu. Mình sẽ để cho cái thành viên còn lại là bạn Thi sẽ gỡ lại cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lại cả 5 vị trí đã bị thay đổi nhé. Xin mời. Đây, chúng ta có số 1 là đoạn đường xảy ra tai nạn nè. Nơi nghỉ mát là vị trí số 3. Cầu hẹp là số 6. Chỗ quay xe là số 8. Và đường cấm là số 9. Chúc mừng hai đội chơi. Và bây giờ xin mời hai thành viên nữ sẽ đổi chỗ cho hai thành viên nam. Bắt đầu. Đi qua đường nhớ xin nha. Vẫy tay xin đường nghe. Hai chàng trai đã xong nhiệm vụ của mình rồi và bây giờ sẽ là nhiệm vụ của hai cô gái. Hằng, dạ. Tự tin nhất là những biển báo như thế nào? Hằng thì thường sẽ chú ý bởi những cái gì màu sắc sặc sỡ. Cái nào mà nó có những cái màu tương phản, đỏ đi với trắng hay là sao đó. Đối lập màu sắc luôn thì Hằng sẽ dễ nhớ đúng không? Thi, sao ạ? Em chỉ ghi nhớ những cái nào mà em thường gặp mà thôi. Mà thường gặp chỉ có mấy cái mà thôi. Chính xác. Ủa chương trình này đâu có dễ ăn đúng không? Tới đây thì phải cập nhật những cái điều mới cho tất cả chúng ta. Hoặc là những cái điều cũ mà chúng ta đã quên. Thông qua chương trình này chúng ta sẽ ghi nhớ lại nhiều hơn. Thử thách trí nhớ dành cho Hằng Bing Bong và bạn Thi có vượt qua được nhanh hay không nhé. Xin mời 10 biển báo cho hai bạn theo dõi. 60 giây bắt đầu. Hằng đang hủ đạo lắm. Ừ. Nhìn cứ như hồi nhỏ đi học á nhờ. Thiếu nhi á. Sao mình cứ lẩm bẩm trước khi cô kêu lên trả bài á. Thi rất bình tĩnh. Chắc có thể là con bé chán nản rồi. Con bé không thèm ghi nhớ trong đầu nhìn nữa. Nhìn vô thì biết nhưng mà không nhớ nó vị trí nào và cái tên gì á. Dạ. Nhìn từng bản cấm thôi ok mình biết cái đó là cái gì đó. Ừ. Nhưng mà sẽ sử dụng cái sự tượng hình để chúng ta có thể liên quan với nhau một chút xíu. Chưa được viết à. Ủa chưa được viết hả? 10 giây cuối cùng. Chưa. Năm. 4, 3, 2, 1, hết chưa? Một phút đã trôi qua, mình tin là các bạn cũng đã có những cái sự liên tưởng của mình rồi trong cái trí nhớ với những cái tấm biển báo này. Sau khi mà chúng ta có thể tổng kết lại một vài vị trí mà mình nghĩ là đắc địa có thể sẽ được thay đổi ở trong cái tờ giấy này. Thì bây giờ xin mời hai cô gái chúng ta sẽ cùng nhau hướng về màn hình LED để theo dõi. 10 biển báo, trong số đó có 5 biển báo đã bị thay đổi vị trí. Xin mời. Thời gian đã hết, xin mời nhấn chuông. Xin mời Thi. Dạ, đầu tiên là số 9. Số 9. Ui, số 9 ngập biển báo gốc là công trường. Số 9 biển báo gốc là công trường. Liệu có đúng hay không? Hay là chúng ta tan trường? Đáp án chính xác, chúc mừng. Gỡ là ngon à. Trời ơi, tôi thấy tôi khỏe khỏe rồi đó. Xin mời Hằng Bing Bong, lượt của bạn bắt đầu. Vị trí số mấy đã bị thay đổi nữa? Số 5 nó là cái gì mà đi thẳng thẳng ta?
cấm đi thẳng hay là cấm một chiều cái gì ấy? Cái gì mà nhìn vào đây vậy bạn? Số 5 là cấm đi thẳng. Số 5 Hằng đã quyết định là cấm đi thẳng và đây là một đáp án rất vui khi phải nói nhường quyền cho bạn Thi. Mời Thi, Thi có biết hay không? Thi có biết không Thi? Em có biết. Em cũng muốn trả lời số 5 luôn là biển báo cấm xe đi vào ngày lẻ. Biển báo cấm xe đi vào ngày lẻ và đây là một đáp án không thể sai được. Yeah, chúc mừng. Anh cũng nhớ cái biển đó. Dạ. Yeah. Em hay quá Thi ơi. Số 5 đã được trả lời, số 9 đã được trả lời. Vậy thì còn 3 con số còn lại. Số mấy nữa? Mời Hằng à. Tự dưng bị mất trí nhớ luôn á. Ôi thế á? Mất trí nhớ tạm thời luôn hả? Mất trí nhớ tạm thời luôn. Anh hiểu được cảm giác này mà. Mời anh Tuyên. Sao tôi quên hoài ta? Câu trả lời của mình là gì? Không nhớ. Không có hiểu cái gì đang xảy ra trong cuộc đời mình luôn á. Thế bây giờ có nhường quyền không? Để cho suy nghĩ đây. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Trời, sao cái 8 lúc nãy nhớ lắm mà sao giờ lại mất trí nhớ rồi? Vậy là theo Hằng số 8 đã bị thay đổi đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng không nhớ được biển báo gốc. Đúng. 5 4 3 2 1 hết thời gian, nhường quyền cho bạn Thi. Mời em tiếp tục ạ. Chắc em chọn số 6 tại vì em thấy nó hơi lạ một xíu. Biển báo gốc là gì em? Dạ, hình như là cấm đi thẳng. Số 6 đã được thay đổi và biển báo gốc là cấm đi thẳng. Đây là một đáp án. Tăng 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 tăng. Đúng rồi, chúc mừng. Trời ơi, con bé nó hay dữ vậy trời. Đúng rồi, tuổi trẻ có khác không? Hồi nãy bên đây là được 4, đúng không? Anh Tuy được 1, ừ. Bên đây được 3 rồi nè. Đúng chưa? Là 4 đều. Bây giờ là lượt của Hằng đó. Cảm thấy tuyệt vọng. Cố lên chị. Trời ơi, chị nhớ. Bây giờ nè, Vinh gợi ý luôn số mấy đã được thay đổi. Số 4 và số 8. Rồi, số 4 và số 8. Số 8 chắc chắn luôn, nhớ được luôn á. Coi như là hai chàng trai là hỗ trợ hết mức cho hai cô gái luôn đó. Hằng, số 4 và số 8 em chọn số nào để nói ra cái biển báo gốc? Số 8 là coi như nãy quên phải không? Bây giờ số 4. Mình nhớ số 4 là nhiều chữ lắm đúng không? Cái nào cũng nhiều chữ cơ cưng. Không, em nhớ mấy cái ít chữ á. 9 8 Số 8 ngắn chữ đó. 7 6 5 Cấm vượt. Số 8. Số 8 là cấm vượt. Và đây là một đáp án quá. Không chính xác. Mời Thi. Dạ, 48. Em sẽ đoán số 8. Thôi em sẽ đoán lại đi. Đường ưu tiên. Đường ưu tiên. Và số 8 biển báo gốc là đường ưu tiên. Đây cũng là một đáp án không chính xác. Bây giờ phải làm sao cho hai cô gái này đây ta? Hai chàng trai hồi nãy giờ có ngồi xem không ạ? Gợi ý bằng hình thể được không anh? Gợi ý bằng hình thể được. Bây giờ tới lượt của Hằng Bing Bong. Xin mời bạn gợi ý bằng hình thể, không được nói ra nha. Số mấy? Bao nhiêu giây? 30 giây luôn. Cầm đỗ xe. Làm gì vậy? Đổ xăng. Hết giờ. Đáp án của Hằng là? Sao nghe sẽ giống đổ xăng. Đáp án cuối cùng là? Đổ xăng à? Đổ xăng. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đây, biển báo của chúng ta là biển báo trạm xăng. Với cái sự trả lời là đổ xăng thì coi như là cũng tạm chấp nhận, hoàn toàn chính xác. Rồi, tiếp tục. Biển báo cuối cùng là biển báo số 4. Anh ơi, lúc nãy đội kia đã có những cái gợi ý rồi thì đội em cũng phải có cho anh. Mời anh gợi ý bằng hình thể. Anh có nhớ đâu mà gợi ý, thì anh không nhớ. Mời em, dự đoán của em là? Dự đoán của em là em sẽ nói lời cái cũ là đường ưu tiên. Vị trí số 4 là đường ưu tiên, không chính xác. Mời lừa của Hằng Biên Bon, nào diễn tả hình thể tiếp. 30 giây bắt đầu. Biển số mấy? Số 4. Có một cái đường ở đằng trước. Đèn đỏ. Ngược chiều. Cái đường đằng trước đúng không? Mình không được vượt lên. Cấm vượt. Cấm nhảy lên. Cấm đu qua. Cấm bơi qua. Rồi, rồi. Hết thời gian. Chúng ta đã trải qua hết 5 vị trí rồi. Nhưng vị trí cuối cùng mình không thể nào nhớ được. Chúng ta sẽ bỏ qua lượt này luôn và đến với đáp án luôn nhé. Và đáp án là biển báo giao nhau. Và bây giờ hãy cùng xem lại những vị trí đã được thay đổi. Xin mời. Có số 4 nè, đường giao nhau. Số 5, cấm đỗ xe ngày lẻ. Và số 6, cấm đi thẳng. Số 8, trạm xăng. Và số 9, công trường.
Quý vị thân mến, vậy là khép lại vòng đầu tiên, hai đội chơi đã có được số điểm đúng như sau. Đội Si Trung đang có 5 đáp án đúng, đội TNT đang có 4 đáp án đúng, khá là ngang tài ngang sức. Các chàng trai, mời các chàng trai đứng lên đằng sau quay, nhìn thấy cái gì không ạ? Đó là khu vực nhà mình. Rồi, xin mời hai chàng trai sẽ lựa những cái món phụ tùng cho chiếc xe của mình. Rồi, 4 món thôi, mời mình về vị trí. Yes. Cho Minh Sù hỏi nhỏ nha anh Tuyên ơi, vòng đầu tiên anh cảm thấy như thế nào và với những cái biển báo này thì anh muốn chia sẻ điều gì ạ? Thật sự là khá là khó khăn với trí nhớ của mình. Trong vòng 60 giây ấy là thật sự là nhìn tất cả các biển báo đó mình biết biển báo đó là cái gì. Mình biết được cái vị trí nào thay đổi luôn nhưng mà không nhớ được cái tên nó sao. Còn Vinh thì sao, khá là tự tin với cái kiến thức về giao thông của mình? Thật ra một phần là do hồi cấp 3 em cũng là người tuyên truyền về giao thông ở trường. Mời các bạn treo lưới luôn. Rồi. Cho tới khi nào mà chúng ta hoàn thành xong cả 8 phụ tùng ở trên tấm lưới nhà mình thì mới có cơ hội ghi về thật là nhiều những cái cột mốc điểm số thật là cao ở vòng thi đấu thứ 3 cuối cùng đó. Và bây giờ hai đội chơi của chúng ta cũng đã có những thành quả ở vòng đầu tiên rồi. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng thứ 2 của chương trình Về Nhà Đi Ăn. Gì hay không, một người đàn ông ngồi đây rầu rĩ quá. Anh Tuyên sao vậy anh? Đồng đội mình bên kia mà mình ngồi đây có một mình u sầu vậy anh? Ủa, em thấy được cái nét rầu rĩ của anh hả? Thấy chứ. Trời, nãy giờ anh cứ nghĩ anh tạo dáng không á. Tạo dáng luôn hả? Rồi, mời anh Tuyên về chỗ vị trí của đội mình nha. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với vòng 2 của chương trình Về Nhà Đi Ăn. Luật chơi ở vòng này rất là đơn giản như sau. Tên gọi của vòng 2 là vượt chướng ngại vật và rất là đơn giản thôi. Chúng tôi sẽ có rất là nhiều banh bóng bàn ở đây và một cây vợt bóng bàn, nhưng không phải là tân qua tân lại, hiểu không? Mà phải làm sao để có được nhiều banh bóng bàn về cái rổ ở cuối đường băng kia càng tốt trong vòng 2 phút. Và luật chơi như thế này nhé. Mỗi thành viên chúng ta sẽ chia thành hai vị trí. Ở đây một vị trí và anh Tuyên đang đứng ở vị trí thứ hai. Người chơi đầu tiên sẽ phải dùng lực và sự khéo léo của mình nâng cái banh bóng bàn theo sự di chuyển của ban tổ chức ở vạch quy định phía dưới, vượt qua những chướng ngại vật, nhưng banh bóng bàn vẫn tân nha mọi người nha. Vẫn tân nha. Banh mà còn nằm ở trên này là quay lại từ đầu á hả? Đúng rồi. Banh nó nằm ở trên đây luôn là quay lại từ đầu, mình vẫn tân. Tân, 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 tân làm sao cho banh rơi vào trong rổ. Sau đó thành viên thứ hai sẽ gấp banh bóng bàn vượt qua cái cầu này, sau đó đặt banh vào trong cái rổ cuối cùng. Đó là luật của chương trình. Trong vòng 2 phút, đội nào có nhiều banh càng tốt. Thế là chúng ta sẽ có được những phụ tùng còn lại. Đội thắng được 2 phụ tùng, đội thua được 1 phụ tùng. Bây giờ hiện tại Vinh với Hằng tạm dẫn đầu thôi. Bây giờ mình phải thi trước. Xin mời các bạn không được chạm qua vạch quy định của chương trình nhé. Bây giờ thời gian 2 phút dành cho đội Si Trung bắt đầu. Hợp lý, hợp lý. Vượt trước ngay vật nha, phải tân nha. Hợp lý luôn, hợp lý luôn. Đấy, chính xác, tân lên, tân lên. Không cần phải khỏe. Đúng, đúng. Bạn cứ nhỏ nhắn và xinh xắn thì bạn sẽ rất là hay. Đấy, cứ di chuyển đi à, Hằng cứ gấp đi à. Rớt làm lại từ đầu. Ủa, mình được phá đội bạn không? Không phá được đâu anh. Ủa, sao Hằng không gấp đi? Nhát. Rớt là loại luôn. Bị dớt, không sao, không sao. Rồi, cho nên Hằng phải thật sự là cẩn trọng nha. Dạ vâng, Hằng biết rồi. Di chuyển thật là chính xác nào, rớt một cái là mất luôn một trái. Dạ đây, được rồi. Rồi, về đích. Hay quá vậy. Cố lên. Rồi, xong, làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu, rớt tiếc ở những giây phút cuối cùng. Không sao. Trời ơi, tôi tưởng đội này thấy ghê lắm mà nhà cũng bình thường. Cố lên. Chúng ta còn lại 1 phút thôi, nhanh lên. Yes, yes. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng dịu dàng thôi. Rồi, nhẹ nhàng đưa vô. Đó, hợp lý. Được đó, hợp lý. Di chuyển nhanh nha. Hợp lý nó. Làm gì mà lèm bèm hoài luôn. Tôi phải nói. Cố lên nha. Con bé này nó khéo léo nha. 2 quả rồi. 30 giây còn lại. Mình cảm giác như mình là một tiên nữ. 20 giây, cố lên.
Ê, bị cái phù, cẩn thận nha. Phạm Quy, làm lại, không theo. Rồi, nhanh lên, chúng ta còn lại 10 giây thôi. Hằng có về đích được hay không? Hằng về được chứ, chỉ cần đúng giờ thôi. Nhưng thời gian thì sao? Thời gian thì sao? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Trời, hay à. Và số lượng banh của đội mình là 4 quả banh. Chúc mừng. Xin được mời đội của Ngọc Tuyền. Rồi, cố gắng lên nha. Thời gian 2 phút dành cho TNT. Bắt đầu. Tự nhiên thấy anh Tuyền dễ thương, bé bảo mới sợ luôn. Sao mình cảm giác chân của anh ấy dài nên nó cứ vương víu sao á? Tập hơi kỹ không? Rồi xong. Không sao, nhưng anh Tuyền đi rất là nhanh. Cho nên bạn cứ bình tĩnh thôi Thi. Phải nâng như trứng, hứng như hứng hoa chứ. Nghe thương. Em này, phân tán bên đấy đi. Bên này, sang bên kia. 4 quả banh rồi. Bây giờ đội anh Tuyền 5 quả là thắng, không cần nói nhiều. Anh ơi, không, em rất tất cả sự cố gắng của anh đã bị phá bỏ bởi một cô gái. Từ từ, anh đừng có phá em nha. Không, anh nghĩ em đang trả thù anh Tuyền vào vòng trước đúng không? Này nhìn anh như lúc nãy đàn ông, sao bây giờ nhìn anh như trẻ con vậy, chơi đi. Nhưng mà người ta chơi như vậy là quá hợp lý rồi còn gì nữa. Cố lên em ơi, đừng rung tay nha, đừng buông tay em ơi. Mình giả bộ mày quay ra cho lợi hình rồi đó. Mấy phần rồi. Quét ra mà thì hùng hùng hổ hổ, vô đây tưng như một đứa con nít. Thật sự, ở trong kia toàn đi quánh người ta không, ở đây quánh bóng bàn rất là đáng yêu. Chị ơi, em rung quá chị. Thi ơi, em mà vô trái này nữa là rồi, cân bằng tỷ số. Chúng ta còn lại 20 giây. Trời ơi, bây giờ Thi em có banh hay quá trời. Em thắng cái trái đó thôi dừng luôn, còn nói gì nữa. Vô một trái là dừng luôn. Không thèm đi nữa luôn á. Hay quá đó Thi ơi. Quý vị thân mến, đội chơi chiến thắng trong vòng thứ hai này đó chính là đội TNT. Không sao, đội mình nói là thua thì không đúng, đúng không? Mình chơi cũng khá giỏi, nhưng mà vấn đề là mình chỉ nhận được một phụ tùng thôi. Xin mời mọi người về vị trí của mình nha. Hiện nay tại khu vực ở bên đây chúng tôi còn rất nhiều phụ tùng. Xin mời các chàng trai qua đây nhận phụ tùng lấy về. Cưng đi lấy đi. À vậy là em đội của Thi là em qua đây lấy, Thi qua lấy. Bằng nhau cưng. Quý vị thân mến, vòng thi đấu thứ hai đã khép lại và hiện nay số lượng phụ tùng của hai đội chơi hoàn toàn là ngang tài ngang sức. Mỗi đội có 6 phụ tùng. Với 6 phụ tùng này chúng ta vẫn chưa đủ để ráp thành cái xe. Cho nên vòng 3 cột mốc của những số tiền thưởng sẽ bị lùi lại một tí xíu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 3 đi, để hai đội chơi ai sẽ là người mang về nhiều tiền nhất ngày hôm nay. Đừng chuyển kênh nha, chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Quý vị thân mến, mình sẽ quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và hai đội chơi của chúng ta đã trải qua được 2 vòng thi rồi ạ. Hiện nay hai đội chơi chúng ta mới có được 6 phụ tùng thôi, chưa có đủ lắm. Không biết là có trả lời được nhiều cái cột mốc điểm số cao hay không. Đây là một ẩn số. Nhưng mà bây giờ mình sẽ được nhắc lại luật chơi của chương trình. Luật chơi vòng 3 Về Nhà Đi Ăn. Tại vòng 3, đội chơi nào thu về đủ 8 món phụ tùng thì có thể bắt đầu trả lời bộ câu hỏi gồm 8 câu để chinh phục 6 cột mốc tiền thưởng từ 1 triệu, 3 triệu, 6 triệu, 10 triệu, 20 triệu và 50 triệu đồng. Trong trường hợp đội chơi nào không thu đủ 8 phụ tùng xe ở 2 vòng đầu thì phải trả lời đúng số câu hỏi tương đương với số phụ tùng còn thiếu trong gói 8 câu hỏi. Đủ phụ tùng, đội chơi tiếp tục trả lời những câu hỏi còn lại để chinh phục các mốc tiền thưởng. Bộ câu hỏi gồm 4 câu trắc nghiệm và 4 câu hỏi đáp. Thời gian để trả lời cho một câu là 30 giây. Mỗi đáp án đúng, đội chơi sẽ chỉ chinh phục được một mốc tiền thưởng. Sau khi hoàn thành xong bộ câu hỏi, đội chơi dừng ở mốc tiền thưởng nào sẽ nhận được số tiền thưởng tương đương. Chỉ có 8 câu cho hai đội thôi, cho nên là khi đội nào đã giành quyền trả lời trước
thi trước thì chúng ta sẽ tạm biệt đội còn lại. Đội còn lại sẽ vào phòng chờ. Và bây giờ xin mời hai thành viên của hai đội chúng ta quảnh tù xì để lựa chọn đội nào thi trước. Hai cô gái nữa nè. 2, 3. 1, 2, 3. Ai thắng rồi ạ? À? Em thắng. Rồi em được quyền quyết định đội mình thi trước hay là nhường cho bạn thi trước? Mình thi trước đi. Thi trước đi cho nó hiên ngang. Đội TNT sẽ thi đấu trước. Xin mời đội xì trung chúng ta ra phòng chờ. Tụi em sẽ có những cái gợi ý bằng những câu hỏi trắc nghiệm và những câu hỏi đáp. Đối với những câu hỏi trắc nghiệm thì chúng ta sẽ có ABCD. Còn đối với những câu hỏi đáp đó, thì chúng ta sẽ phải tự lập luận cá nhân. Miễn sao nó hợp lý với đáp án thì là mình đúng rồi. Chúng ta phải hoàn thành xong 8 món phụ tùng trước đã nhé. Mình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho nhóm TNT như sau. Nhóm biển báo nguy hiểm có đặc điểm nào sau đây? A. Hình tròn nền màu xanh lam, trên có hình vẽ màu trắng. B. Hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc cần báo hiệu. Và C. Hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen để thể hiện điều cấm. 30 giây bắt đầu. Em nghĩ là B. Đội mình chốt đáp án nào ạ? Quyết định đáp án cuối cùng của đội TNT là đáp án B. Bao nhiêu phần trăm tự tin ạ? 100% tự tin. 100%, chưa cần tới 30 giây và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Mà anh Tuyên lấy thêm một cái nữa. Wow, được lấy luôn. Lẹ lên, lẹ lên. Tại vì cái xe mình chưa biến bự lên được đâu. Thiếu một cái bánh xe mà. Rồi, yeah, yeah. Gắn lên được. Anh để lên cho. Rồi. 4 bánh xe mình phải để 4 nơi. Câu hỏi số 2 như sau. Trong đô thị và khu dân cư, từ 22 giờ đến 5 giờ, xe vượt phải báo hiệu như thế nào? A. Báo hiệu bằng đèn tín hiệu. B. Báo hiệu bằng còi hoặc là bằng kèn. C. Báo hiệu bằng đèn và bằng còi hoặc là kèn. 30 giây, bắt đầu. Ban đêm giờ đó giờ ban ngủ. Ban đêm, em nghĩ là đèn. À, là... 5, 4, 3, 2, B đúng 1. Không? Đáp án của đội mình là? Đáp án báo hiệu bằng đèn, đáp án A. Đáp án A, báo hiệu bằng đèn tín hiệu. Đây là một câu trả lời chính xác, chúc mừng. Và nằm theo khoảng 2 điều 24 luật giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định điều này. Và chúc mừng các bánh xe cuối cùng. Trời ơi. Vậy là đội TNT đã có cơ hội biến chiếc xe của mình có thể di chuyển được trong những cột mốc tiền thưởng với 6 câu hỏi còn lại. Anh ơi. Wow. À. Anh nói rồi, nó phải là của anh. Đó. Của Trung. Của Trung. Của Trung. Chiếc xe này là của Trung. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 3 như sau. Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi? Đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đổ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý. Có 3 gợi ý. A. Thanh tra giao thông đường bộ. B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Và C. Cơ quan quản lý giao thông vận tải. 30 giây bắt đầu. Câu hỏi là thuộc địa phương quản lý là ở cái khu đó người ta cho thì mới được. Người ta sẽ tự cần cho được cái khu đó của người ta như thế nào thế nào. 9. Nếu vậy là đáp án B chứ đúng không? 3, 2, 1. Xin mời đáp án cuối cùng của đội TNT. Tự tin lên nào. Đáp án cuối cùng là đáp án B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. B là đáp án cuối cùng. Và đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. 1.000.000 đồng đầu tiên đã thuộc về đội của mình. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 4 như sau. Người tham gia giao thông điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt ở mức nào dưới đây? A. Từ 600.000 đến 800.000 đồng. B. Từ 600.000 đến 1 triệu đồng. Và C. Từ 600.000 đến 1.200.000 đồng. 30 giây bắt đầu. Là 600 đến 800. Em nghĩ tới mức 1 triệu chứ. Không, không tới 1 triệu đâu. Chấp hành được lợi đèn tín hiệu giao thông. Đèn tín hiệu giao thông. Hết giờ, xin mời ạ. Đáp án A. Mức dao động từ 600.000 đến 800.000. Thi có đồng tình không? Dạ có. Vậy thì đáp án của chương trình là căn cứ vào Nghị định 100 điểm E khoảng 4 điều 6 quy định người tham gia giao thông điều khiển xe mô tô gắn máy kể cả xe máy điện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 600.000 cho đến 1 triệu đồng. Rất tiếc. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 5. Đây là câu hỏi đáp. Minh Sư hỏi các bạn có quyền
lập luận cá nhân để đưa ra cái câu trả lời nhé. Câu hỏi như sau: vào ban đêm, xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau thì đèn chiếu sáng được sử dụng như thế nào mới đúng luật? 30 giây bắt đầu. Đáp án là tắt đèn pha, mở qua tín hiệu đèn bình thường. Vâng, đó là câu trả lời theo suy luận cá nhân của đội TNT. Và đáp án của chương trình là chính xác. Chúc mừng! Cột mốc 3 triệu đã được sở hữu. Câu hỏi tiếp theo như sau: đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là đường cao tốc nối liền hai tỉnh thành phố nào? 30 giây bắt đầu. Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đó là một đáp án không cần tới 30 giây, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng! Cột mốc 6 triệu thuộc về các bạn. Chúc mừng! Câu hỏi số 7 như sau: người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong trường hợp nào? 30 giây bắt đầu. Người đó đang cần cấp cứu, đang bị tai nạn và chở trẻ em. Tôi nghĩ đó là dư rồi ạ, bởi vì chỉ cần đúng một điều thôi là cũng đã hợp lý rồi ạ. Chúc mừng! Yeah! Lạc suy nghĩ hoài đúng. Hoàn toàn chính xác. Nếu như theo suy luận cá nhân thì chúng ta vẫn có thể trả lời đúng câu này với tất cả mọi người đang theo dõi chương trình, đúng không ạ? Người điều khiển xe mô tô, xe hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong trường hợp là thứ nhất chở người bệnh đi cấp cứu, thứ hai là chở trẻ em nhưng mà dưới 14 tuổi, và đặc biệt cuối cùng đó chính là áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Xin được chúc mừng, và cột mốc cuối cùng 20 triệu có thuộc về đội TT hay không? Và bây giờ câu hỏi như sau: bằng lái xe hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự thì giấy phép có thời hạn sử dụng là bao nhiêu năm? 30 giây bắt đầu. Em nhớ hình như là không có hay sao. Xin mời, câu trả lời của mình là? Dạ, không thời hạn. Đáp án cuối cùng là không thời hạn. Và đáp án của chương trình: đối với những bằng lái xe như là A1, A2, A3 thì giấy phép lái xe của chúng ta không có thời hạn. Dạ, yeah, xin được chúc mừng. Cột mốc 20 triệu đã thuộc về đội TNT. Chúc mừng. Quý vị thân mến, chờ đợi xem đội Si Trung quay trở lại và dừng lại chiếc ô tô của mình ở cột mốc bao nhiêu tiền thưởng. Xin mời. Đội TNT đã mang về cho mình 20 triệu đồng. Wow. Không biết là các bạn muốn lấy bao nhiêu tiền về ạ? Thì chắc là nhỏ con thì lấy ít thôi, thì gấp đôi là được á. Úi trời. Trước khi muốn mang gấp đôi tiền thưởng này về, các bạn sẽ phải lấy hai cái bánh xe này về trước để cái xe mình có thể vận hành được nhé. Và bây giờ, 8 câu hỏi dành cho đội Si Trum bắt đầu. Câu hỏi như sau: nhóm biển báo nguy hiểm có đặc điểm nào sau đây? A. Hình tròn, nền màu xanh lam, trên có hình vẽ màu trắng. B. Hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc cần báo hiệu. Và C. Hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc là chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm. 30 giây bắt đầu. Em xin chọn phương án B ạ. Bạn chắc chắn không ạ? Chắc chắn ạ. Hằng tin bạn không? Tin. Và với cái niềm tin này, tặng một cái phụ tùng. Chính xác, chúc mừng. Lấy. Ok. Rồi, về lắp vô trong cái lưới nhà mình. Ừ, đó. Mời các bạn trở về vị trí. Câu hỏi tiếp theo như sau: trong đô thị và khu dân cư từ 22 giờ tới 5 giờ sáng, xe vượt phải báo hiệu như thế nào? A. Báo hiệu bằng đèn tín hiệu. B. Báo hiệu bằng còi hoặc còn gọi là kèn. Báo hiệu bằng đèn và còi hoặc còn gọi là kèn. 30 giây bắt đầu. Buổi tối thì mọi người rất là muốn ngủ. Thế nên nếu mà chúng ta có đi hay là di chuyển đúng không? Thì chúng ta sẽ tránh dùng còi mà chúng ta sẽ dùng bằng đèn tín hiệu. Thế nên là câu trả lời của Hằng ở câu này là A. Sau khi mà chúng ta đã diễn giải rất là nhiều, đáp án A là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Vâng, mời các bạn lấy một cái bánh xe cuối cùng nữa về đội mình. Chuẩn bị nha, đổ xăng vô, lấy chìa khóa xe lên. Nhìn đi. Wow. Đội Si Trum sẽ đến với câu hỏi số 3 như sau. Nếu như trả lời đúng, các bạn sẽ được 1 triệu đồng đầu tiên. Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi một chiều, nơi cấm dừng, cấm đổ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý? Có 3 gợi ý: A. Thanh tra giao thông đường bộ, B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và C. Cơ quan quản lý giao thông vận tải. 30 giây bắt đầu. Em nghĩ là phải là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tại vì làm gì làm cũng phải về Ủy ban nhân dân duyệt. Thật sự là cái này bỏ tay luôn. Chắc em nghĩ là tại thanh tra. Bốn. Bao lâu em? 3, 2,
1, xin mời. Câu đáp án của em là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, vì sao ạ? Tại em nghĩ là khi thanh tra rồi cơ quan quản lý giao thông vận tải thì cũng phải phê duyệt, và cái nơi mà cuối cùng quyết định em nghĩ là phải là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Vậy là 1 triệu đồng chắc chắn thuộc về các bạn. Cột mốc thứ hai là 3 triệu các bạn có mang về được hay không? Xin mời câu hỏi như sau. Người tham gia giao thông điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt ở mức nào sau đây? A. Từ 600 tới 800 ngàn đồng. B. Từ 600 tới 1 triệu đồng. Và C. Từ 600 tới 1 triệu 200 ngàn đồng. 30 giây bắt đầu. Cái này bữa em làm tin em có nhớ. Có vẻ như là khá là thuận lợi dành cho Vinh đúng không ạ? Đáp án của em là từ 600 tới 1 triệu đồng. Đáp án B là một đáp án chính xác, chúc mừng. Thằng cảm thấy thằng rất may mắn. Và câu hỏi tiếp theo, đây là một câu hỏi đáp. Minh Sù hỏi thì các bạn có thể đưa ra lập luận cá nhân của bản thân mình để trả lời. Nếu như có thể là gần gần với đáp án thì chúng tôi vẫn xác định đó là một đáp án chính xác. Câu hỏi số 5 như sau. Vào ban đêm, xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau thì đèn chiếu sáng được sử dụng như thế nào mới đúng luật? 30 giây bắt đầu. Em chọn luôn. Mời em. Vào ban đêm khi mà xe cơ giới mà đi ngược chiều nhau á, thì đường cái đèn chiếu sáng á là phải chuyển từ pha sang cốt, hay là còn gọi là chiếu từ chiếu xa á, mình phải rút về chiếu gần để mà không chói mắt vào cái xe đi đối diện mình. Không cần tới 30 giây, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đôi khi cái sự chói này nó sẽ gây tác động trực tiếp đến với ánh mắt của các bác tài. Cho nên là chúng ta khi mà di chuyển mà nhớ lưu ý cái luật này khi mà di chuyển ở trên đường để tránh gây ra những cái nguy hiểm đáng tiếc cho người lái xe đối diện hoặc là cho cả chính chúng ta nữa. Câu hỏi tiếp theo như sau. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây là đường cao tốc nối liền hai tỉnh thành phố nào? 30 giây bắt đầu. Tuyến cao tốc mà thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với lại là tỉnh Đồng Nai. Chắc chắn không thì chốt ạ? Dạ chắc chắn, chốt. Chính xác, chúc mừng. Quá đáng sợ. Nối liền thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Câu hỏi số 7 như sau. Cột mốc 20 triệu lận nha, cố gắng lên. Câu hỏi này khá là đơn giản. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong trường hợp nào? 30 giây bắt đầu. Câu trả lời của tụi em đó là chở em bé. Và thứ hai đó là khi mình gặp trường hợp mà cần phải cấp cứu người nào đó mà bị thương trên đường á, thì mình được phép hỗ trợ chở đi bệnh viện cấp cứu. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Cột mốc 20 triệu đã thuộc về các bạn, chúc mừng. Và bây giờ tuyên rồi đó. Cột mốc cuối cùng là 50 triệu. Nếu như trả lời đúng câu này luôn thì các bạn sẽ nhận được giải thưởng 50 triệu rất là cao từ chương trình. Cố gắng lên nhé. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 8 như sau. Bằng lái xe hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự thì giấy phép có thời hạn sử dụng là bao nhiêu năm? 30 giây bắt đầu. Cố lên, công minh của tôi. Công Vinh thì có thể là ghi bàn ở những phút 89 ở những sân banh. Còn không biết Công Vinh ở đây thì như thế nào? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, xin mời các bạn chốt đáp án. 15 năm. 15 năm, nhưng hơi rụt rè một tí xíu. Liệu rằng 20 triệu chiếc xe của đội xì trúng có chạy được tới cột mốc 50 triệu hay không? Và đây là một đáp án chưa chính xác. Rất tiếc cho các bạn mất đi 30 triệu cho đội của mình. Ba hạn mức bằng lái này sẽ không có thời hạn với cái giấy phép. Vậy là đội xì trung của chúng ta cũng đã rất là xuất sắc, mang về cho mình cột mốc tiền thưởng là 20 triệu đồng, chúc mừng. Hãy cùng nhau chào đón quay trở lại đội TNT nhé, xin mời. Xin được chúc mừng cho hai đội chơi ngày hôm nay tròn trịa 20 triệu đồng về nhà. Đã. Đúng nghĩa là ngang tài ngang sức luôn á. Hôm nay thấy là bên đội này có vẻ như là lội ngược dòng ở cái lượt thứ hai của cô gái này, đúng không? Ô thi. Sau đó thì vòng thứ ba thì cũng đã rất là xuất sắc rồi với cột mốc 20 triệu. Còn bên đây 3 vòng thi đấu rồi. Hằng thấy chương trình của chúng ta như thế nào? Đến đây thì Hằng cảm thấy chương trình rất là đáng yêu. Và Hằng đã học được rất là nhiều những cái luật. Dù Hằng là con gái và Hằng luôn luôn được các anh chị, các bạn
các em ít tuổi hơn hay là được chở và gần như là 90% không bao giờ lái xe. Biết đâu được sau này mình có đủ điều kiện rồi, mình cảm thấy là muốn cá nhân hơn một tí xíu bằng việc là tự lái xe đi đến những cái vùng đất mới để mình có thể du lịch chẳng hạn, hoặc là chở người yêu đi tới Vũng Tàu ngắm mặt trời mọc và lúc buổi sáng sớm thì cũng phải biết luật mà lái xe, đúng không? Tức là mình là con gái mà mình chở con trai đi. Vậy nó mới ngầu. Cũng hay chứ bộ. Đúng à. Cũng chắc lắm đấy. Chừng nào mà Hằng mua xe nhớ nói Xù sẽ qua làm chuột bạch cho, Xù ngồi kế bên đó. Được, ok. Anh cảm đảm lắm. Cảm ơn em đã nhắc nhở anh. Nhưng mà thật sự nếu như tất cả chúng ta học luật đầy đủ, trang bị cho mình những cái kiến thức về bộ luật giao thông như thế này, chắc chắn sẽ rất là an toàn cho chính mình. Nhưng mà lưu ý nhẹ thôi, không biết là đối với Vinh thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì khi mà tham gia an toàn giao thông ở trên đường? Em cũng chỉ muốn truyền tải tới mọi người đó là ngoài trang bị kiến thức ra thì chúng ta phải giữ được cái ý thức cá nhân của mình khi mà tham gia giao thông. Vì nếu như có vấn đề gì xảy ra là mình không có kiểm soát được, chẳng hạn không chỉ mình chịu ảnh hưởng mà đôi khi là người thân của mình hay những người khác mà những người bị mình làm ra được. Chính xác. Dạ. Còn đặc biệt hơn hết là quay qua đây nói liền là khi mà mình tham gia lưu thông trên đường bằng những cái phương tiện giao thông thì mình không có nhậu nhẹt gì hết. Chính xác rồi, bây giờ không dám nhậu đâu. Ừ. Nhậu con trai phạt quá trời chịu luôn. Đúng rồi, quá trời chịu, chính xác là như vậy. Bộ luật cũng đã được ban hành trong năm 2020 vừa qua rồi, không uống rượu bia khi chúng ta tham gia vào những cái phương tiện giao thông ở trên đường. Thì có muốn chia sẻ điều gì không với tất cả những người bạn đồng trang lứa với mình đang theo dõi chương trình? Hiện nay thì giao thông là một cái vấn đề cũng gọi là nhức nhối, thì hy vọng là các bạn bằng độ tuổi em là sinh viên thì mình nên ra đường thì mình nên chú ý tới an toàn giao thông, và đó cũng chính là bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người khác. Lỡ mà có tai nạn giao thông gì rồi á, nhớ tiết chế lại, đừng gây lộn ùm sùm lắm, nó mất hay. Vâng, xin được cảm ơn bốn người chơi và Minh Xù xin được tóm ý lại một lần nữa thôi. Cái sự bình tĩnh và hiểu biết của mình rất là quan trọng với bộ luật an toàn giao thông. Và chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc với chính cái con đường của mình đi về nhà. Và ngày hôm nay, chương trình Về nhà đi anh rất vui phải được khép lại tại đây. Đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi vào tuần sau nha. 21:45 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Minh Xù xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.